Chào mừng các em đã đến với chương trình Toán học lớp 2. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị cho cô một cuốn sách giáo khoa Toán 2. Một cuốn vở bài tập Toán 2 tập 1 và đằng sau bìa 4 có đính kèm phần mềm sách điện tử iBook. iBook là phần mềm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Nếu bạn nào chưa có, hãy truy cập ngay website icbook.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ, mời các em cùng bước vào bài học. Mời các em cùng tìm hiểu bài học luyện tập trang 18, sách giáo khoa Toán 2. Qua bài luyện tập này, các em sẽ được củng cố các dạng phép tính dạng 9 cộng 5, 29 cộng 5 hay 49 cộng 25. Bên cạnh đó, các em sẽ được củng cố về việc so sánh các số, giải bài toán có lời văn và bước đầu làm quen với dạng toán có 4 sự lựa chọn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng thực hiện bài tập đầu tiên. Bài 1 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Các bạn quan sát chúng ta có các phép tính được viết theo hàng ngang. Vậy, chúng ta hãy mau chóng tính nhẩm để tìm ra được kết quả của các phép tính này nào. Hãy cùng thực hiện với cô. 9 cộng 4 bằng 13. 9 cộng 6 bằng 15. Chúng ta sẽ viết 15 sau số bằng. Tiếp theo, 9 cộng 8 nhẩm nhăm, chúng ta sẽ tìm ra kết quả được là 17, có đúng không nào? Thực hiện tính tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính nhẩm ra được kết quả của các phép tính này. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ làm rất tốt bài này. Hãy mau chóng làm và so sánh với kết quả của cô ở đây. Với cách thực hiện phép cộng, chúng ta có thể tính nhẩm và tìm ra nhanh kết quả của các phép tính này rồi. Bây giờ, mời các em hãy cùng thực hiện bài 2. Bài 2 yêu cầu chúng ta tính. Chúng ta có các phép tính được đặt theo cột dọc. Có sẵn các phép tính đặt tính cho chúng ta rồi, vậy chúng ta cần thực hiện tính để tìm ra được kết quả của các phép tính này, có đúng không nào? Các em hãy mau chóng thực hiện tính nhẩm để tìm ra được kết quả của các phép tính này nào. Hãy cùng cô thực hiện phép tính đầu tiên. 29 cộng 45. Phép tính này chúng ta sẽ tính như thế nào? 9 cộng 5 bằng 14. Chúng ta sẽ viết 4 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là số 74. Đúng không nào? Mời các bạn cùng thực hiện phép tính thứ hai. 19 cộng 9. Chú ý ở đây 9 là số cũng một số thôi, chúng ta phải viết thẳng cột với hàng đơn vị cũng là chữ số 9 để thực hiện được tính chính xác hơn. Thì chúng ta sẽ thực hiện tính như sau. 9 cộng 9 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 1 thêm 1 nữa là 28. Thực hiện tính tương tự như vậy, các bạn sẽ tìm ra được kết quả của các phép tính còn lại. Mau chóng làm và so sánh với đáp số của cô ở đây. Như vậy, các em vừa được củng cố cách thực hiện phép tính theo cột dọc. Mời các bạn cùng thực hiện bài tập 3. Bài 3 yêu cầu chúng ta điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng vào chỗ chấm. Vậy, để điền được dấu thì chúng ta cần so sánh giữa hai vế, xem thử hai vế đó như thế nào chúng ta mới điền được dấu, đúng không? Hãy quan sát dòng thứ nhất. 9 cộng 9 như thế nào với 19? Đây là một phép tính chưa có kết quả và so sánh với một số cụ thể. Vậy, để điền được dấu vào chỗ chấm này, chúng ta cần thực hiện phép tính trước. 9 cộng 9 nhẩm nhăn cho cô được kết quả là bao nhiêu? 9 cộng 9 bằng 18, có đúng không? 18 rõ ràng sẽ bé hơn 19 rồi. Như vậy, chúng ta sẽ điền dấu bé vào đây. Tương tự với cách làm tìm kết quả để có thể biết được các số thay cho phép tính đó là bao nhiêu, chúng ta sẽ thực hiện so sánh dễ dàng hơn giữa hai vế.
qua đó chúng ta sẽ điền dấu một cách thuận lợi hơn và chính xác hơn. Hãy mau chóng làm và so sánh với kết quả của cô ở đây nhé. Tương tự, bên đây chúng ta cũng tính và so sánh và sẽ điền được các dấu như thế này. Nếu hai vế đều là hai phép tính, các bạn hãy cùng thực hiện phép tính để so sánh thử kết quả của phép tính nào lớn hơn, bé hơn hay bằng. Hai phép tính nó bằng nhau thì chúng ta điền dấu dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng thực hiện bài 4 nào. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà? Vậy đề bài đã cho chúng ta rất rõ ràng những số liệu cụ thể và có câu hỏi rõ ràng rồi. Chúng ta có thể tóm tắt được bài toán như sau. Gà trống 19 con, gà mái 25 con, tất cả có ... con gà. Vậy làm như thế nào để ta tìm được số gà có tất cả ở trong sân? Hãy mau chóng suy nghĩ để tìm ra được phép tính phù hợp cho bài toán này nào. À, chú ý nhé, từ tất cả là từ khóa để chúng ta có thể biết được bài toán này sẽ thực hiện phép tính cộng để giải được. Vậy bài giải sẽ được làm như sau. Trong sân có tất cả số con gà là 19 cộng 25 bằng 44 con gà. Đáp số 44 con gà. Xong bài tập 4, mời các bạn cùng thực hiện bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây chúng ta có một đoạn thẳng dài được chia các điểm rõ ràng cụ thể. Vậy trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng? A. 3 đoạn thẳng, B. 4 đoạn thẳng, C. 5 đoạn thẳng, D. 6 đoạn thẳng. Ở đây là một đoạn toán có 4 sự lựa chọn để các bạn tìm ra được lựa chọn nào là chính xác nhất. Thì hãy cùng quan sát kỹ đoạn thẳng nào. Đoạn thẳng chúng ta đã cho có 4 điểm là M, O, P và N. Vậy đoạn thẳng là đoạn như thế nào? Hãy nhớ lại kiến thức để có thể xác định được trên hình vẽ này có mấy đoạn thẳng. À, đoạn thẳng là đoạn được đánh dấu hai đầu hay là hai điểm cụ thể. Hãy cùng đếm với cô. Thì ở đây M O là chúng ta đã có một đoạn thẳng rồi này. O P là đoạn thẳng thứ hai. P N là đoạn thẳng thứ ba. Tiếp theo M P là chúng ta có thêm một đoạn thẳng nữa. O N là chúng ta có thêm đoạn thẳng thứ năm. Và đoạn thẳng dài nhất ở đây sẽ là đoạn thẳng M N. Các bạn có đếm giống như cô không? Vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là đáp án nào? À, là đáp án D. 6 đoạn thẳng. Hãy nhớ cách đếm đoạn thẳng này để có thể làm được những bài tập tương tự như thế này nhé. Mời các em cùng mở phần mềm ICBook vở bài tập toán 2 tập 1 để cùng luyện tập thực hành bài 17 luyện tập. Trong bài này chúng ta có 5 bài tập nhỏ. Hãy cùng nhau thực hiện bài tập đầu tiên. 1 số. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điền số. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được. Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi. Vậy 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? Các em đã được học rồi. Hãy tính nhẩm và cho cô biết kết quả của phép tính này nào. À, 9 cộng 3 sẽ có kết quả bằng 12, có đúng không? Điền số thích hợp rồi, các em hãy nhấn nút kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Cô đã làm đúng rồi, còn các bạn thì sao? Cô tin chắc rằng các bạn cũng sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy nhấn vào nút tiếp tục để có thể thực hiện được thêm nhiều phép tính nữa. Xong bài tập 1, hãy nhấn vào bài tập 2 để cùng thực hiện. 2. Đặt tính rồi tính. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Mời các bạn nhấn vào nút học sinh làm bài. Vậy, để thực hiện được bài tập này, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là đặt tính. Với phép tính thứ nhất,
49 cộng 25 thì chúng ta sẽ viết số 49 ở vị trí đầu tiên. Sau đó viết số 25 thẳng cột với số 29, tức là viết số 25 ở ô màu xanh này. Sau đó viết dấu cộng ở ô ở giữa hai số này. Đặt tính xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện tính nhẩm lần lượt từ phải sang trái để tìm ra được kết quả của phép tính này. Hãy cùng tính nào. 9 cộng 5 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6. Viết 6 nhưng mà nhớ là phải thêm 1 nữa là bằng 7. Chúng ta sẽ viết 7. Vậy kết quả của phép tính này là bằng 74. Với cách làm tương tự, các em sẽ hoàn thành được các phép tính còn lại. Làm xong, mời các em nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Nếu chưa đúng, hãy nhấn vào nút làm lại để có thể thực hiện tốt hơn. Làm xong bài tập 2, mời các bạn cùng thực hiện bài 3. 3. Dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. Để có thể điền được dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng vào các ô trống thì việc chúng ta cần làm đó là so sánh thử hai vế nó như thế nào với nhau. Và nếu đối với vế mà chúng ta mới chỉ biết được phép tính, chưa biết được kết quả thì các em hãy mau chóng thực hiện tính để tìm ra kết quả. Sau khi tìm ra được kết quả của phép tính đó, chúng ta sẽ dễ dàng để có thể so sánh được hai vế với nhau, đúng không nào? Thì đầu tiên 9 cộng 6 tính nhẩm thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 15. Rõ ràng là 15 bé hơn 16, cho nên cô sẽ lấy dấu bé và thả vào vị trí này. Các bạn đã rõ cách thực hiện bài tập này chưa? Làm bài xong, hãy nhấn nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa nhé. Xong bài tập 3, mời các bạn cùng thực hiện bài 4. 4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con? Đọc kỹ đề bài, ta biết được rằng trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con? Dựa vào từ khóa cả gà và vịt, mình đã biết được sẽ thực hiện phép tính gì để có thể giải quyết được bài toán này rồi, đúng không? Mời các em nhớ vào nút học sinh làm bài để làm bài. Nháy chuột vào đây để làm bài. Làm bài xong, nhớ điền đáp số vào ô trống này để kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa nhé. Xong bài tập 4 rồi, hãy cùng cô thực hiện bài 5. 5. Chọn chữ đặt trước kết quả đúng. Trong hình vẽ có mấy hình tam giác? A. 3 hình tam giác. B. 4 hình tam giác. C. 5 hình tam giác. D. 6 hình tam giác. Để lựa chọn được đáp án chính xác, mời các em cùng quan sát hình ảnh. Chúng ta có một hình và hãy đếm xem thử có tất cả mấy hình tam giác ở đây nào. Vậy để đếm được có tất cả bao nhiêu hình tam giác, các em cần phải nhớ lại để xem thử hình tam giác là hình như thế nào. Hình tam giác là hình có ba cạnh nối liền nhau, có đúng không? Mời các em nhấn vào nút học sinh làm bài, mau chóng suy nghĩ và đếm tìm ra kết quả phù hợp. Sau khi tìm được kết quả, hãy nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã làm đúng chưa nhé. Và cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy đếm cho thật cẩn thận để tìm ra được kết quả chính xác nhé. Như vậy là các em lại được học thêm những bài học bổ ích nữa rồi. Về nhà, các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm ICBook để học tập tốt hơn nhé. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học sau. Chào tạm biệt các em.